Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học về chương 4 về form, biểu mẫu. Nội dung gồm có khái niệm về biểu mẫu, các dạng biểu mẫu, tạo các biểu mẫu và các control trên biểu mẫu. Về khái niệm biểu mẫu, một biểu mẫu trong Excel Một biểu mẫu trong Excel định nghĩa một tập dữ liệu mà chúng ta muốn lấy và từ đó đưa vào cơ sở dữ liệu. Hay nói cách khác, biểu mẫu được sử dụng như các hộp thoại hỏi đáp giữa người sử dụng và hệ thống cơ sở dữ liệu. Chúng ta nhìn thấy đây là một biểu mẫu về danh mục các phòng ban. Đầu biểu mẫu là phần header, form header. Phần detail là chứa chi tiết dữ liệu, chứa chi tiết biểu mẫu. Và phần footer là phần cuối biểu mẫu. Vậy ý nghĩa từng phần như thế nào? Đầu biểu mẫu, các điều khiển nằm trong phần này sẽ xuất hiện ở đầu của biểu mẫu. Phần detail thể hiện chi tiết dữ liệu của biểu mẫu. Cuối biểu mẫu là phần form footer. Các điều khiển nằm trong phần này sẽ xuất hiện ở bên cuối của biểu mẫu. Về các loại biểu mẫu thông dụng thì chúng ta có loại biểu mẫu về dữ liệu là loại biểu mẫu thể hiện dữ liệu bên trong của một hoặc nhiều bảng ra ngoài màn hình và thông qua màn hình này người sử dụng có thể cập nhật dữ liệu vào trong các bảng. Đây là một ví dụ về biểu mẫu dữ liệu danh sách nhân viên. Chúng ta có thể thêm xóa sửa. Thì cái phần thêm xóa sửa này nó nằm trong phần cuối biểu mẫu, còn danh sách sinh viên nằm trong đầu biểu mẫu và cái vùng xuất hiện từng người ở đây là phần detail. Biểu mẫu thứ hai là biểu mẫu hộp thoại, là một loại biểu mẫu mà hệ thống dùng để hỏi người dùng hoặc người sử dụng chọn lựa một hành động nào đó và thông qua hộp thoại này hệ thống sẽ thực hiện đúng hành động tương ứng mà người dùng đã chọn hoặc trả lời. Ví dụ ta chọn mã nhân viên, sắp theo tăng dần và bấm đồng ý thì dữ liệu sẽ được thực hiện cái hành động đó tương ứng. Và cái biểu mẫu này không chứa dữ liệu mà chỉ là dùng để người hỏi người sử dụng hoặc người sử dụng chọn lựa một hành động. Trong biểu mẫu chúng ta phải tìm hiểu một số khái niệm cơ bản. Thứ nhất là cái tiêu đề. Tiêu đề của biểu mẫu được xuất hiện trên cùng của biểu mẫu là một chuỗi văn bản xuất hiện trên thanh tiêu đề của cửa sổ biểu mẫu. Điều khiển control là các đối tượng được tạo ra trên biểu mẫu và người sử dụng thông qua nó để thực hiện các tương tác với cơ sở dữ liệu. Ví dụ các cái text box, các cái nút comment, các cái option đó là những cái control. Các nút di chuyển dữ liệu navigation button cho phép người sử dụng di chuyển qua lại giữa các dòng dữ liệu trong bảng. Ta đi vào mẫu tin thứ nhất, mẫu tin thứ hai, mẫu tin thứ ba, vân vân thì ta dùng cái nút navigation button này. Mẫu tin nguồn record result là nơi chứa các mẫu tin của bảng hay một truy vấn chọn sẽ được hiển thị lên biểu mẫu. Hiển thị lên biểu mẫu. Có một số khái niệm. Các dạng biểu mẫu thì chúng ta có các biểu mẫu cột. Đối với biểu mẫu dữ liệu thì chúng ta có các dạng như là biểu mẫu cột, columnar. Trong dạng biểu mẫu này, dữ liệu được thể hiện trên từng cột và tại một thời điểm của màn hình chỉ hiển thị thông tin tương ứng của một dòng dữ liệu trong bảng. Dù trong bảng chúng ta có 1.000 dòng, nhưng khi chúng ta thiết kế cái biểu mẫu kiểu dạng này thì một thời điểm, tại một thời điểm chỉ xuất hiện đúng một mẫu tin. Giờ ta có danh sách nhân viên ở đây. Thì cái biểu mẫu này thường chúng ta dùng để nhập liệu nó nhanh. Nhập liệu. Đó. Thì chúng ta thấy biểu mẫu column. Biểu mẫu dạng thứ hai là biểu mẫu dạng danh sách tabula. Trong biểu mẫu này, dữ liệu được hiển thị trên nhiều cột và tại một thời điểm xuất hiện nhiều dòng dữ liệu khác nhau trong bảng. Thì tùy theo cái vùng không gian rộng của ta mà nó sẽ xuất hiện các biểu mẫu, các dữ liệu của nó. Để chúng ta thấy tiêu đề nó nằm trên phần header, còn phần detail là phần chỉ chứa dữ liệu. Biểu mẫu dạng hàng. Trong biểu mẫu dạng này, dữ liệu được hiển thị trên nhiều cột
Nhưng tại một thời điểm chỉ xuất hiện đúng một dữ liệu, một dòng dữ liệu. Đây là một dạng line giữa column và dạng danh sách. Tức là column là mỗi lần chỉ xuất hiện có một mẫu tin, còn dạng danh sách là trình bày theo nhiều cột. Biểu mẫu bảng dữ liệu giống như biểu mẫu về dữ liệu nhập phần table, phần xem table. Biểu mẫu chính phụ, main và subform. Trong biểu mẫu này, dữ liệu được hiển thị chia làm hai phần. Phần chính là thể hiện mối liên hệ một, phần nhiều, phần phụ là thể hiện mối liên hệ nhiều. Dạng biểu mẫu này được dùng khi muốn thể hiện dữ liệu trong mối quan hệ một nhiều. Giữa hai thành phần trên biểu mẫu phải có ít nhất một cột liên kết dữ liệu chung để giúp dữ liệu của hai bảng liên kết được đúng. Đó. Nó chỉ phục vụ cho mối liên hệ dữ liệu là một nhiều. Người ta lưu ý. Đây, ở trên chúng ta có mã đơn hàng, bên dưới phụ chúng ta cũng có mã đơn hàng, hai cái này nó sẽ có cột chua liên kết chung của hai biểu mẫu. Nếu trường hợp dưới chúng ta không thấy mã đơn hàng thì bắt buộc bạn cũng phải đưa mã đơn hàng vào trong trong cái form nhưng không cho hiển thị ra form này. À. Về cách tạo biểu mẫu thì ở đây chúng ta có thể tạo bằng Windsurf hoặc chúng ta có thể tự mình tạo từng bước. Thì đây tôi sẽ làm bằng bước đầu tiên là tạo bằng Windsurf. Chúng ta vào thẻ Create của Excel và chúng ta chọn More Form, Form Windsurf. Nếu phiên bản 2010-13 thì chúng ta vô thẳng luôn Create Form Windsurf luôn. À. Bắt đầu chúng ta bước đầu tiên là chúng ta chọn nguồn dữ liệu để hiển thị lên form. Thì ở đây chúng ta chọn Table hoặc là Query để chúng ta làm. Thì nếu dữ liệu được lấy từ nhiều Table thì chúng ta nên chọn xây dựng một cái query trung gian để chúng ta truy xuất dữ liệu trước, rồi sau đó chúng ta đưa dữ liệu đó lên, nó sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta chọn dữ liệu xong, chúng ta đưa bấm nút và chuyển qua select và này qua để chúng ta đưa dữ liệu qua, đưa các trường tham gia vào quá trình thiết kế form. Ta bấm next, chúng ta chọn cái dạng columnar, tabular, sheet và justify. À, thì chọn dạng nào thì cái mẫu nó sẽ xuất hiện ở bên đây, xuất hiện bên góc trái. Ta chọn xong bấm next, chúng ta tới chọn cái màu sắc, các kiểu màu nền của biểu mẫu. Ta chọn xong màu nền rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đặt tiêu đề, đặt tiêu đề của biểu mẫu, và chúng ta có thể mở hoặc chúng ta có thể design, chỉnh sửa. Thì khi nó làm widget xong thì chắc chắn 100% chúng ta phải design lại, nhưng Quinja nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm cái những cái bước nhỏ lẻ, nó tự động nó làm để chúng ta không phải làm từng chút một trong quá trình thiết kế form. Nó giúp chúng ta rút ngắn thời gian khi chúng ta làm form. Về khi cách tạo biểu mẫu không sử dụng Quinja thì chúng ta có Create Form Design. Sau đó chúng ta chọn bảng truy vấn trong thẻ data. Chúng ta chọn cái chức năng property của form. Property của form, nhớ chọn cái form. Và chúng ta có thể data recursive để chúng ta chọn cái bảng dữ liệu là từ một bảng hoặc từ query nào đó để làm nguồn dữ liệu. Xây dựng các điều khiển cho biểu mẫu thì lúc này chúng ta có một chức năng add existing. Chúng ta có thể lôi các cái trường của biểu mẫu, của cái dữ liệu mà phục vụ cho biểu mẫu đó ra. Ra form, ta nắm ta kéo, ta chọn Add Existing Field cho ta kéo ra. Rồi property chúng ta chỉnh sửa các thông số hoặc là chúng ta thử vẽ các điều khiển ở trên đây xuống, thiết lập các thuộc tính cho nó và chúng ta sẽ lưu. Như vậy những cái đối tượng này chúng ta sẽ được hiểu tìm hiểu sau. Tạo biểu mẫu chính phụ thì sự kết hợp giữa các dạng biểu mẫu cột và bảng dữ liệu. Ví dụ tạo biểu mẫu phiếu nhập hàng cho phép cập nhật dữ liệu phiếu nhập và chi tiết phiếu nhập. Thì chúng ta tạo biểu mẫu chính có chứa lên bảng bên bảng 1 là phiếu nhập có dạng cột thế này. Rồi chúng ta tạo một cái chi tiết ở dạng bảng nhiều dạng thế này. Sau đó chúng ta nắm ta kéo vào. Mở biểu mẫu chính lên ở chế độ design. Sắp xếp cửa sổ cơ sở liệu cho phù hợp và chọn subform trong danh sách cơ sở liệu. Chi tiết. Đấy. Chúng ta có cái vùng form và chúng ta nắm giữ chuột cái form này ta kéo qua. Thì lúc này hai cái form này nó sẽ có sự liên kết. Nếu không có sự liên kết thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh. Bước tiếp theo kéo xong chúng ta sẽ tiến hành
và thế kéo xong nó có dạng thế này, và chúng ta sẽ tiến hành chỉnh chỉnh cái sự liên kết giữa hai biểu mẫu đó bằng bấm vào subform và subreport. Bấm vào subform và subreport, chỗ đây nó hiện subform và subreport, thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành chọn data và link master field, link child field, chúng ta chọn cái các cái trường mà liên kết giữa hai cái chính và cái phụ. Nếu chỗ này trống có nghĩa là hai cái chính phụ này không liên kết được với nhau, thì chúng trong cái trường hợp này là trong trường hợp khi các bạn làm cái nguồn dữ liệu của cái form đó là query thì có thể nó không nhận diện được, thì chúng ta phải chỉnh bằng tay. Còn nếu chúng ta làm dữ liệu mà thứ BO table thì nó sẽ nhận từ dòng nhận diện được. Đấy, thì cái điểm này chúng ta lưu ý, chúng ta phải chỉnh vô cái phần subform property, property của subform, và chúng ta sẽ vào data và ta chọn lại các cái trường link master field và link child field. Giờ ta qua phần cuối cùng là các cái điều khiển thông dụng để chúng ta hiểu được ý nghĩa của các điều khiển này. Điều khiển thứ nhất là điều khiển label. Đây là một đối tượng dùng để hiển thị thông tin cố định lên trên biểu mẫu. Thông tin cố định lên biểu mẫu nha. Chúng ta không có lấy dữ liệu từ table lên được bằng đối tượng này. Nó chỉ là một đối tượng cố định trên biểu mẫu. Gọi là cái chữ A nhỏ, A lớn, label. Đối tượng thứ hai là textbox. Đây là đối tượng dùng để nhập dữ liệu hoặc hiển thị dữ liệu trong các bảng. Chúng ta muốn lấy dữ liệu từ bảng lên thì chúng ta dùng textbox. Còn chúng ta muốn nhập dữ liệu vào thì chúng ta cũng là dùng textbox. Đối tượng option group là đối tượng dùng để chọn điều khiển các đối tượng theo nhóm. Rồi đối tượng listbox là lấy danh hiển thị danh sách giá trị trong các trường của bảng lên, chỉ có hiển thị thôi chứ không có cho nhập nha, chúng ta lưu ý. Combo box cũng hiển thị nhân dạng combo. Rồi nút lệnh comment dùng để thực thi một hành động khi chúng ta click chuột vào nó. Thì trong cái button này có nhiều cái hành động khác nhau mà nó đã có sẵn và chúng ta có thể lựa chọn. Chúng ta sẽ có lựa chọn, thì tôi sẽ demo chúng ta cái sự lựa chọn đó. Về nâng cấp biểu mẫu, khi chúng ta thiết kế một cái biểu mẫu bình thường thì nó luôn luôn dùng đối tượng textbox để nó chứa đựng truy xuất cái dữ liệu từ table. Nhưng chúng ta có thể thay đổi bằng các đối tượng khác như là listbox, combobox. Thì ưu điểm của này nó sẽ cho chúng ta lựa chọn dữ liệu từ danh sách có sẵn thay vì chúng ta gõ vào như textbox để tránh sai sót. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta có thể chọn vào listbox hoặc combobox, chúng ta vẽ lên form. Sau đó nó xuất hiện ra một cái vùng, xuất hiện ra ba cái option. Và trong ba option này có ba sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta tìm dữ liệu từ table query khác, hoặc lựa chọn thứ hai chúng ta gõ trực tiếp dữ liệu vào, và thứ ba là tìm các mẫu tin trong cái form này, trong cho form này. Thì tùy theo từng cái yêu cầu bài toán mà chúng ta sẽ chọn một trong ba cái dạng này. Thì đây ví dụ ta chọn dạng thứ nhất là tìm dữ liệu từ một table hoặc query khác, có nghĩa là cái trường mà chúng ta cần xuất hiện nó không nằm trong cái query làm cái form này, hoặc trong cái table mà làm cái form này, mà nó lại nằm ở một cái table khác. Thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng I want the combo box to lock the value in a table or query form wizard. Và tôi chọn form nhân viên, tôi đưa qua. Tôi chọn next columna, next, và tôi đặt cái tên form, ví dụ form nhân viên finish. Thì lúc này nó ra được cái form như thế này. Và chúng ta khi ta ra xong cái form, dữ liệu ra rồi thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại. Chúng ta có thể chỉnh sửa lại. Đây. Ví dụ mã nhân mã phòng, ví dụ phòng ban ở đây. Ví dụ phòng ban ở đây nha. Thì chúng ta không thích mã phòng ban mà chúng ta muốn lấy tên phòng ban. Thì chỗ này chúng ta sẽ tiến hành xóa cái này đi. Chúng ta xóa này đi và chúng ta thay bằng một nâng cấp nó lên thành một đối tượng là combo box. Và chúng ta vẽ cái đối tượng combo box ở đây. Đấy. Thì chúng ta chọn, bởi vì do phòng ban, cái tên phòng ban nó lại nằm ở một cái bảng phòng ban chứ nó không nằm bảng nhân viên. Chúng ta chọn cái lựa chọn thứ nhất là chúng ta đi tìm và chúng ta chọn cái table phòng ban. Ta đưa mã phòng ban làm cơ sở để liên kết, tên phòng ban để hiển thị. Bởi vì mã phòng ban nó có trong cái bảng trong cái for cái bảng nhân viên. Thì chúng ta đưa vô để nó làm liên kết với cái bảng nhân viên. Còn tên phòng ban sẽ hiển thị ở đây. Next.
và chúng ta sẽ sắp xếp theo phòng ban, theo tên, tăng dần, next. Đó. Và chúng ta có hai cái cột, cột thứ nhất là để nó liên kết, chúng ta giấu đi, và cột thứ hai cho nó hiển thị, và next. Sau đó chúng ta lưu trữ, rồi nhớ là chúng ta lưu trữ theo cái mã, bởi vì trong cái vùng này không có tên phòng ban, đúng không? Chúng ta phải lưu theo cái mã, mã phòng ban, next và finish. Đấy, thì chúng ta đặt cái nội dung lại là tên thuộc về phòng ban, đấy. Thì lúc này khi đó chúng ta bấm ta chạy, ta thiết kế xong ta kéo cho nó sát lại, nhớ kéo cho sát lại để chúng ta có cái không gian nó được tốt. Và đồng thời chúng ta có thể chỉnh sửa add existing field ở đây, những cái trường chúng ta đã có, property chúng ta có thể chỉnh sửa các thông số của các đối tượng mà mình đã vẽ. Bây giờ chúng ta chạy thử. Thì lúc này chúng ta thấy rằng cái phòng, bây giờ chúng ta di chuyển qua thì cái phòng nó sẽ chạy theo, được chưa? Đấy, thì lúc này chúng ta thấy được cái phần nâng cấp về cái phần form. Tôi lấy một ví dụ khác, bây giờ chúng ta sẽ làm bằng tay một cái form, thì chúng ta có form design, thì nó ra được cái form này. Và đồng thời khi nó ra cái form này thì các bạn thấy rằng nó không có phần header và footer, thì chúng ta kích chuột phải, chúng ta chọn form header and footer, nó xuất hiện footer và header. Thì lúc này chúng ta có thể thiết kế bằng cái thứ nhất là chúng ta chọn cái nguồn data, cái phần form, chọn form và chúng ta chọn nguồn data của nó là recursive. Thì đây nếu chúng ta chọn sẵn cái những cái table có sẵn thì chúng ta chọn ở đây, query có sẵn chúng ta làm thì chúng ta chọn ở đây, còn nếu chúng ta tự xây dựng thì chúng ta bấm vào này để chúng ta xây dựng cái query. Bây giờ chúng ta làm cho nhân viên tương tự như vậy, ví dụ phòng ban đi, làm cho phòng ban cho nó ngắn đi, được chưa? Hay với là vậy chúng ta coi cái relationship, chúng ta làm cái relationship theo cái này luôn. Như vậy nhân viên với nhân viên của thân nhân đi, tôi làm cho cái thân nhân đi, tôi làm cho cái thân nhân đi, tôi sẽ chọn cái mục là thân nhân. Thì khi tôi chọn nó xong thì tôi bấm vào design và add existing field thì nó sẽ có những cái trường mà chúng ta tiến hành vẽ các cái trường. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm theo dạng là cái form này với dạng là form tabula, thì chúng ta sẽ vào cái thẻ on của form, vào thẻ on của form và chúng ta sẽ chọn default view. Default view là chọn là continuous form, nó sẽ sinh ra, nó sẽ xuất hiện, đó nó sẽ xuất hiện với dạng là form tabula, và chúng ta sẽ kéo vào mã nhân viên, rồi tên thân nhân, nghề giới tính, ngày sinh, quan hệ. Đấy. Và khi ta kéo nó vô này, xong bắt đầu ta phải di chuyển lên bởi vì nó là tabula. Thì ví dụ như mã nhân viên đây chúng ta không cần thì chúng ta có thể bỏ đi, đúng không? Đấy. Tên thân nhân thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái cắt cái label này lên trên phần header, bởi vì đặc điểm của tabula là cái tiêu đề nó sẽ nằm ở trên header. Tiêu đề nằm trên header nha. Chúng ta sẽ thiết kế nó, ta đưa lên phần header để chúng ta sẽ có cái do cái đặc điểm của danh sách tabula thì chúng ta sẽ có được cái này đó, chúng ta đưa lên nha, rồi các quan ta lên ta bát vô. Còn nếu là dạng column thì chúng ta sẽ làm ở trong phần detail hết, cả phần label hoặc và phần textbox đều ở trên đây là label, ở dưới này là textbox lấy dữ liệu trường giới tính lên, thì chúng ta phân biệt để chúng ta có thể làm cho nó tốt. Đấy, làm chúng ta kéo nó vô, và chúng ta kéo lên. Đấy. Ở trên này chúng ta có thể sửa dấu tiếng Việt lại, chúng ta sửa dấu tiếng Việt lại thì chúng ta các bạn tùy các bạn làm. Và lúc này chúng ta chạy, thì chúng ta sẽ có được cái này, thì chúng ta có được cái form của Winja. Giờ chúng ta có thể làm các cái phép toán, các phép toán, được chưa?
Các phép toán thì chúng ta có thể đếm. Đếm thử xem. Thì trong cái phần form chúng ta có thể dùng cái, ví dụ ta design một cái text box và chỗ này chúng ta sẽ tổng số người thân. Tổng số người thân. Thì chỗ này chúng ta sẽ có bằng khảo khảo sao. Dấu sao sẽ là nó sẽ tính tất cả cái dữ liệu các của các tất cả mẫu tinh. Tất cả mẫu tinh đó. Đấy. Thì lúc này ta sẽ cao sơ là 6 à 2 4 6 2 6 rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta xong cái form thứ nhất, ta save nó lại và ta đặt cái tên là F thân nhân. Sau khi xong cái form thân nhân thì bây giờ chúng ta làm cho cái form win main form và sub form. Thì chúng ta sẽ mở cái form nhân viên lên với dạng design. Với dạng design ở đây. Đấy. Thì giờ chúng ta sẽ kéo cái vùng detail nó rộng ra nữa. Kéo vùng detail nó rộng ra. Được chưa? Và lúc này chúng ta kéo đưa cái form thân nhân ra đây. Thì lúc này chúng ta có được main form sub form. Main form sub form. Thay đổi cái cho nó rộng ra. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh thông số, bấm property. Và lúc này chúng ta nhìn ở đây là ta chọn chọn main sub form ha. Chúng ta bấm vào property nó ra sub form và sub report. Và chúng ta vào thẻ data, chúng ta sẽ có link master field là mã nhân viên, link child field là mã nhân viên. Bởi vì hai cái này nó liên quan với nhau, một nhiều là mã, không phải mã nhân viên. Thì do hai cái này lấy từ hai cái bảng, nhân viên thì lấy từ bảng nhân viên, thân nhân lấy vào bảng thân nhân, cho nên cái sự liên kết này nó tự động sinh, nó sinh ra rất là đúng. Còn nếu khi chỗ này, cái form trên này chúng ta làm bằng query, cái form dưới này cũng làm bằng query, thì có thể một số bài toán nó không nhận biết được cái trường, là do chúng ta có thể làm sai, ta thiếu cái trường liên kết, vân vân. Thì lúc đó chúng ta phải chỉnh bằng tay lại nha. Giờ ta chạy thử. Và thì lúc này chúng ta sẽ thấy được là đối với cái người này thì có thân nhân là 3. Thế ra ta bấm net người thứ hai thì chúng ta sẽ có là 3. Người tiếp theo không có thân nhân, người tiếp theo không có, và người tiếp theo không không có, người tiếp theo cũng không có, người tiếp theo cũng không có. Như vậy thì các bạn thấy thân nhân thì chỉ có hai người là có thân nhân, có chỉ có hai. Đấy, đây trong sáu cái thân như vậy tổng lại thì có hai người đầu tiên là có thân nhân. Thì chúng ta có cái form. Còn các cái phần về chỉnh sửa, các phần về chỉnh sửa về phông chữ thì các bạn tự nghiên cứu ở đây, trong các thuộc tính ở đây để chúng ta chỉnh. Chúng ta thuộc tính chúng ta chỉnh. Bây giờ tôi tiến hành thiết kế một cái combo box, thiết kế một cái combo box để chúng ta có thể lọc dữ liệu gì đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái một option group nha. Thì chỗ này chúng ta sẽ, cái phần option group này chúng ta sẽ ở cái chương macro là chủ yếu. Ở đây tôi chỉ thiết kế bằng giao diện thôi, còn macro, trong chương macro chúng ta sẽ đi bàn lại nó sau. Bây giờ muốn điều khiển nó phải có thông qua macro. Chúng ta dễ một cái option group, sau đó chúng ta nhập cái option group này vô tính năng bao nhiêu đó. Ví dụ ta group theo từng phòng nha. Ví dụ phòng nghiên cứu, phòng nghiên cứu, rồi phòng hành chánh, rồi phòng nhân sự. Đấy, không ạ? Đấy, chúng ta có ba cái option. Và ban đầu chúng ta không chọn gì hết. Thấy chưa? Thì lúc này nó sẽ có ba giá trị của ba này. Giá trị của ba này thì để chúng ta truy xuất, ta tham chiếu, ta so sánh với nó. Ta so sánh từng giá trị. Một là nghiên cứu, hai là hành chính và ba là nhân sự. Nét. Và chúng ta lưu trữ nó sau. Chọn cái kiểu, chọn kiểu ha, chọn kiểu, chọn kiểu, thì tùy theo bài toán mà chúng ta chọn cái kiểu thích hợp ha. Next, và chúng ta finish. Đấy, sau đó bước thứ hai là chúng ta đặt cái tên, đã bấm vô option group, bấm vô option group và robotic sheet chúng ta có cái name, ví dụ như là chọn phòng, chọn phòng, đấy, và cái caption
Được chưa? Cái caption. À, chúng ta có cái label của nó là chọn phòng. Đấy. Thì bạn có thể chọn sau đó di chuyển cho nó ra cho nó đẹp, phải không? Thì tùy theo ha. Đấy. Đã, chúng ta có cái form này rồi sau đó chuyển qua phần macro chúng ta điều khiển nó. Và tiếp theo tôi minh họa về vấn đề về các cái nút lệnh. Cái nút lệnh. Chúng ta chọn cái button. Chọn button và chúng ta tiến hành vẽ button vào. Khi chúng ta vẽ vào nó hiện ra một cái window, đây là nơi chứa toàn bộ các cái lệnh sẵn mà Access cung cấp sẵn và bạn có thể sử dụng mà không cần phải còn sự hỗ trợ của lập trình. Đó. Ví dụ chúng ta có phần Recall Navigation là phần về điều khiển các recall. Chúng ta có tìm tiếp, rồi chúng ta có tìm recall, chúng ta đi tới mẫu tin đầu tiên, mẫu tin cuối cùng, mẫu tin tiếp theo, mẫu tin kết trước đó. Đấy, thì tùy chúng ta lựa chọn. Recall operation những hành động như là thêm mới recall, xóa recall, nhân đôi recall, in recall, save recall và phục hồi recall. Form là hành động về apply form filter, tức là cho phép lọc dữ liệu. Đóng form, mở form, in form hiện tại, refresh dữ liệu data. Report. Đấy, open report, mail report, vân vân. Đây là những hành động. Application là đóng. Đó. Rồi. Mấy số này là những cái hành động khác, ví dụ run macro, sau này mình chạy run macro mình chọn đây, run query mình chọn muốn cho chạy query mình chọn đây. Đấy. Giờ ta làm ví dụ first thì tới đây chúng ta có bức hình nhìn đây thì chúng ta chọn test thì nó sẽ test hình nó ra hình và chúng ta next và finish thì chúng ta xong. Đấy. Ví dụ ta chạy ta đi đến mẫu tin cuối cùng và giờ ta bấm vào mẫu tin đầu tiên nó quay về mẫu tin số 1. Thì chúng ta không cần lập trình gì hết, nó đã có sẵn rồi chúng ta có thể sử dụng. Thì cái phần này thì tôi làm minh họa như thế. Còn bạn khi chúng ta làm bài tập chúng ta sẽ làm tương tự các chức năng khác, cách như khác. Rồi bài. Rồi bài học của chúng ta về form đến đây là kết thúc. Còn luyện tập thì chúng ta sẽ đi đến giờ thực hành, chúng ta sẽ luyện tập nhiều về form để chúng ta có kỹ năng và cách thiết kế. Xin kính chào các bạn.